Chào mừng anh chị đến với video của Đỗ Thành Trung ngày hôm nay. À, chúc anh chị một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. À, ở video này mình sẽ chia sẻ à, về một cái cái câu chuyện à, cũng rất là đau. À, vừa qua mình nhận được rất là nhiều cái lời mà họ nhờ bán đất nhưng mà bán đất là đất nông nghiệp và cái diện tích nhỏ. Mình mình cũng không hiểu được là tại sao người ta lại lại có thể dành dụm cả đời của họ để có thể mua những cái lô đất nông nghiệp à, diện tích nhỏ như vậy à, và à, cũng mình cũng đã từng giúp được nhiều người bán được những cái lô đất như vậy nhưng mà đối với cái lô đất nông nghiệp mà nó có quy hoạch đất ở thì mình mới giúp được còn à, rất nhiều người họ bây giờ họ đã mua phải những cái lô đất nông nghiệp nhưng mà nó lại bị quy hoạch là đất nông nghiệp không chuyển đổi được đất ở các anh chị ạ. và người ta đã dành cả cái số tiền tiết kiệm vài ba trăm triệu có thể gọi là nói là cả đời họ là những người công nhân những người lao động họ dành cả đời họ để có được hai ba trăm triệu và và muốn mua một cái lô đất để dành cho con cái xây nhà mà bây giờ là xây nhà không được không xin giấy phép xây dựng được à, à, cái trường hợp này trong cái tuần vừa rồi mình đã gặp tới ba trường hợp là hỏi mình là làm cái, có có thể làm thế nào để giúp họ xây được cái nhà ở trên đất nông nghiệp hay không thì 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 cái đó nó ngoài tầm với của mình, mình không có thể giúp uh, cái việc mà xây nhà ở trên đất nông nghiệp được và nên uh, mình cũng làm cái video này để chia sẻ một số cái rủi ro, uh, hy vọng là cái video này nó sẽ đến uh, tay được nhiều người họ đang có những cái số tiền nhỏ họ muốn đầu tư về đất nhưng mà không biết là nên đầu tư vào loại đất nào và và cứ nghĩ uh, nhiều người họ không biết họ cứ nghĩ loại đất nào cũng như đất nào Cứ đất của mình thì mình mua về mình có thể xây dựng được mình để mình làm nhà mình mình ở được nhưng mà khi không làm nhà ở được và không bán được và cũng không vay ngân hàng được luôn thì nó lại đem một cái hậu quả rất lớn và thậm chí là có những cặp vợ chồng họ họ sinh ra lục đục cả lộn từ những cái việc mà chọn mua những cái lô đất nông nghiệp diện tích nhỏ À, hiện tại thì à, ở trên à, địa phương cũng như là ở tất cả mình đi khảo sát ở tất cả các à, tỉnh khác cũng có cái tình trạng là phân lô mà đất nông nghiệp á à, từ cái lô to phân ra cái diện tích nhỏ hơn và để bán cho khách với những cái lời hứa là sau này có thể lên được đất ở hoặc là à, như thế nào đó nó cũng có hai trường hợp một cái trường hợp là nếu mà cái lô đất nông nghiệp đó nằm trong quy hoạch đất ở nhưng mà chưa có cái kế hoạch sử dụng đất của huyện chưa có cái, cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm á thì có thể là là thì năm sau hoặc là là, là nó sẽ được chuyển nhượng à, nó được có thể được lên thổ cư nhưng mà không phải bây giờ thì à, nếu bây giờ mình mua được những cái lô đó thì với cái giá tốt thì đó cũng là một cái cái hướng đầu tư hoặc là ví dụ mình mua ví dụ để năm một năm hay hai năm sau mình xây dựng nhà mình ở thì lúc đó nó có trong cái kế hoạch sử dụng đất của huyện thì mình được lên à, thổ cư để xây dựng thì à, À, cái đó thì mình khuyến khích thôi còn đối với một số à, lô đất nông nghiệp mà nó nằm trong cái quy hoạch trồng cây lâu năm luôn thì à, thì không không bao giờ bạn lên được cái đất ở đâu trừ khi nó sửa đổi lại quy hoạch cho nên khi mà mình mua chúng một cái lô đất như vậy có thể hai lô đất sát nhau một bên là quy hoạch đất ở một bên là quy hoạch đất đất nông nghiệp và khi mình mua chúng cái đất nông nghiệp như vậy á thì à, sẽ sẽ không làm được gì cả cái đất nông nghiệp mục đích sử dụng của nó là để sử dụng nông nghiệp ví dụ như là, là trồng lúa là trồng cây lâu năm hay là trồng cây hàng năm à, trên đó thì uh, trên đó thì chúng ta sẽ không được xây dựng nhà cửa thì nó có những cái cái rủi ro như sau thứ nhất là chúng ta không được xây dựng nhà trên đất nông nghiệp trừ khi được cái đất nông nghiệp đó phải chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở và xin được giấy phép xây dựng thì chúng ta mới xây dựng được nhà ở và cái yếu tố thứ hai là không có ít có cái cơ sở hạ tầng ở trên cái đất nông nghiệp đó lắm bởi vì cơ sở hạ tầng nó phải phục vụ cho con người đúng không ạ à? à, sẽ không ai làm đường trên những cái lô như vậy và rất ít à, đó là những cái cơ sở hạ tầng và điện nước khó khăn và ở một cái diện tích nhỏ như vậy thì chúng ta cũng không có thể hy vọng là có thể trồng được cái loại cây gì mà nó đem lại hiệu quả kinh tế cao. À, trong cái 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 khu đất đó và cái yếu tố thứ những cái rủi ro thứ, thứ hai là mình sẽ không sử dụng được. Pháp luật không cho phép mình xây nhà trên đất nông nghiệp không sử dụng được đất nông nghiệp. Cái đó cái và và khi mình muốn vay ngân hàng cũng không được luôn. Ngân hàng họ cũng cần phải có một tí đất ở trong đó để người ta biết được cái quy hoạch đó là quy hoạch đất ở thì nó nó mới có cái tiềm năng phát triển và cái cái đất đó nó mới có giá trị. Còn nếu mà đất nông nghiệp thì ngân hàng sẽ định giá theo cái giá đất nông nghiệp và cho vay. À, thì phải cái diện tích nó phải càng rộng càng to lớn khoảng vài trăm hết. À quên và và trăm uh, mét vuông cho đến uh, cả hết thì ngân hàng mới cho vay được còn với những cái diện tích nhỏ thì chắc chắn ngân hàng à sẽ không cho vay rồi và khi chúng ta bỏ toàn bộ số tiền mà tích lũy của ta vào trong đó mà không sử dụng được không có tính thanh khoản thì uh, đến một lúc nào đó thì nó cũng chỉ là một cái tờ giấy thôi các anh chị à, một cái 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 câu chuyện mình rất là đau lòng à, và cũng không hiểu được là tại sao mọi người lại có thể tạo ra những cái sản phẩm như vậy để bán được cái kinh doanh bất động sản như vậy á nó nó không có tâm và và sớm muộn gì á thì nó cũng sẽ đem lại cái hậu quả thôi. Với những lời hứa đối với, đối với những người nghèo, những người họ đã không có tiền, họ gom góp được bao nhiêu năm mà mình mình mua theo những họ đã không biết về pháp lý, không biết về 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 bất động sản, không biết gì cả, họ mua theo cái niềm tin mà mình lại tạo ra những sản phẩm như vậy bán và hứa là có thể xây dựng nhà được ở trên đó hứa là có thể lên nước đất thổ cư và khi họ mua xong rồi họ họ chịu chết ở đó luôn rất nhiều người gặp tới mình và nói trong nước mắt luôn nhưng mà mình cũng không thực sự là không thể giúp được bởi vì mình cũng không thể bán những sản phẩm đó cho người khác được mình bán thì mình phải lường người ta đúng không ạ à? mình mua được những cái sản phẩm như vậy rồi nó không có cái tính thanh khoản gì cả những cái rủi ro rất là lớn à, cho nên đối với những cái đất nông nghiệp thì trước khi mua thì mình cần phải kiểm tra kỹ thứ nhất là cái quy hoạch ở đó à, mặc dù là nó là đang là đất nông nghiệp nhưng mà cái quy hoạch ở đó phải là quy hoạch đất ở mình mua mình đầu tư thì mình phải biết được cái đối tượng cuối cùng là người sử dụng của đất đó thì với cái diện tích nhỏ thì những người sử dụng chỉ có thể để xây nhà ở thôi và nếu mà nó không phù hợp để xây nhà thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có đối tượng nào mua được cả và khi mà ta mua rồi thì ta sẽ sẽ bị mất tiền ở đó à, một cái câu chuyện nó cũng khá là đau và à, có một cái lời khuyên đối với à, những người à, mua đất lần đầu hoặc là chưa có kinh nghiệm là hãy nên à, tư vấn hỏi tư vấn nhiều người đa phần mọi người sợ mọi người à, à, mua đất lần đầu sợ và cũng không có dám hỏi nhiều người cũng không có muốn biết giấu đi cái việc mình muốn mua một cái lô đất như thế nào đó. À, nhưng mà cái việc mà tự ý đi mua và không có cái kiểm tra về pháp lý, không có những cái sự tư vấn cũng như là kiểm tra về quy hoạch hay là tất cả những cái yếu tố khác nó sẽ đem lại cái rủi ro rất lớn cho bản thân mình. À, mình mua một miếng đất, mình xong rồi trả tiền xong mình cầm một cái uh, cái bìa về và cái bìa đó nó chỉ là tờ giấy thôi, nếu nó không có giá trị sử dụng, nó không có có thể khó có thể để mua bán được và nó không có xây nhà ở được thì nó cũng không phải là một cái của để dành tốt sau này cho con kiến của mình nên hãy cẩn trọng hãy cẩn trọng trong cái việc à, mua đất nông nghiệp ở cái diện tích nhỏ à, ở video này mình sẽ chia sẻ một một xíu vậy thôi à, hy vọng là là sẽ đem tới được cho À, một số người đang có cái dự định à, mua đất ở cái tầm tiền thấp nhưng mà chưa biết về pháp lý thì nên tránh à, xác định rõ cái mục tiêu của mình mua là gì mua là để xây nhà thì chắc chắn nó phải có đất ở hoặc là quy hoạch đất ở mua mà mà để dành thì cũng nên à, có đất ở còn mua mà để sản xuất à, cây nông nghiệp thì chúng ta sẽ mua ở những cái diện tích lớn hơn đừng nên đừng có ham rẻ và mua Đất nông nghiệp ở các diện tích nhỏ bởi vì như vậy bạn sẽ nằm lại tại đó luôn và 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 khó có thể giúp đỡ được các bạn đó. À, à xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này và chúc các anh chị một tối cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.